vâng hôm nay chúng ta sẽ có một món mới nữa quý vị đó là món hải sâm xào nấm đông cô thì hải sâm thì quý vị biết là trước đây đó mật lâm có làm một lần về hải sâm khô để mà nấu súp đó thì hải sâm khô rất là khó làm nó phải ngâm và phải nấu trong vòng mấy ngày nó mới được mà nó lại mắc nữa nó mắc là vì sao là vì chúng ta không thể nào mua lẻ được chúng ta phải mua nguyên bịch là từ 50 đô la trở lên không thôi ngày hôm nay thì mật lâm tình cờ và thấy được cái món hải sâm tươi nó chưa có phơi khô mà hải sâm đông đá đó đây là cái 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 bịch hải sâm mà mật lâm mua đây quý vị thì với cái giá nó chỉ có 14 đô thôi cho nên mật lâm thấy rằng rất là đáng rất là đáng đồng tiền tại vì hải sâm quý vị biết là muốn bắt nó đó không có phải đơn giản nó không có lá lưới được cũng không câu được mà thợ lặn phải lặn xuống những hốc đá đó ở dưới sâu dưới biển đó là bắt từng con lên cho nên nó cái lý do đó mà nó mắc là như vậy. cái bịch hải sâm này đó quý vị có thể nếu ở Việt Nam thì hải sâm rất là nhiều, nhưng còn ở Mỹ đó thì mua hải sâm hơi khó. đây là hải sâm của nó nguyên con này quý vị rất là rất là đẹp và rất là sạch. với cái hải sâm này đó quý vị thấy là rõ ràng là cái ruột nó làm rất là sạch ở trong rồi. bây giờ chúng ta phải ngâm nước nó cho nó mềm, rửa cho nó mềm và mật lâm sẽ quay trở lại để để cùng với quý vị để làm cho nó sạch nữa Vâng bây giờ thì cái con hải sâm đã được làm sạch rồi quý vị. Bây giờ cái phần ruột của chúng ta làm sạch như thế này. Vâng, tuy nhiên để mà tại vì ở cái nhà sản xuất họ đã luộc cái này sơ rồi cho nên nó có vẻ nó hơi mềm, cho nên bây giờ chúng ta phải trụng nó lại qua bằng một cái loại gia vị để mà tẩy bớt cái mùi hôi của nó quý vị. Thì bây giờ chúng ta mở lửa lên cho thật sôi. Vâng, chờ cho nước sôi rồi đó thì chúng ta sẽ bỏ cái hương liệu vào đây để mà chống cái hôi cái tanh của nó đó thì gồm có hành và gừng mà chúng ta bỏ hành và gừng vào đây quý vị bỏ vào đây một miếng rượu nữa nha quý vị rượu ba rượu nấu ăn rượu nào cũng được vâng và khi nó sôi lại rồi đó thì chúng ta bỏ những hải sâm mà chúng ta vào để khử cái mùi của nó Vâng, chúng ta tiếp tục để cho tới khi nó sôi lại trở lại đó Thì chúng ta bắt đầu tắt lửa nha quý vị Lần này là chúng ta chỉ muốn khử cái mùi đó thôi Chứ không phải chúng ta luộc Và chúng ta cứ để như vậy rồi cho nó ra cái mùi nó quý vị Bây giờ khi nó sôi lại rồi đó cho quý vị cho nó sôi thật nhiều lên Thì cái việc kế tiếp là chúng ta tắt lửa Chúng ta đậy kín rồi lại tắt lửa Và chúng ta để vậy trong vòng 10 phút quý vị những cái đồ lơ ghim mà đi theo cái món này đó thì chúng ta có rau, cái loại cải dúng này quý vị. Cải dúng này đó thì quý vị cắt cái, cái cái lá để riêng và chúng ta sử dụng cái chân của nó, đó, cái loại này đó thì để riêng hai cái. Và chúng ta có cà rốt nữa, cà rốt thì quý vị cắt mỏng cỡ này thôi, đừng có mỏng hơn. Nó nó tiếng mỏng với như thật sự nó hơi dày dày cỡ này. Còn riêng về cái cái nấm này một lát nữa Mạc Lâm sẽ giải thích xem sao cho quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ trộn hết tất cả những loại này và và luộc trứng. Trứng thì chúng ta có một vỉ trứng mua um, còn tươi đó quý vị, chúng ta sẽ luộc nó nhưng mà luộc trứng cút này đó thì nó có một cái yếu tố như thế này. Quý vị đừng có bao giờ mua về xong bỏ vào luộc liền mà chúng ta phải rửa cái trứng nó đi tại vì cái trứng nó rất là dơ. Chúng ta rửa đi và khi nước sôi đó quý vị bỏ vào đó thì quý vị canh đúng 3 phút thôi, không có hơn nữa. Tại vì hơn nữa thì cái trứng nó chín mà nó chín một lát nữa chúng ta làm cái cái khâu thứ hai thì nó sẽ không ngon vâng bây giờ cái nước trụng rau củ này quý vị cho vào đây một chút xíu muối nha quý vị chừng khoảng nửa muỗng cà phê được rồi và cho nó một chút dầu nữa để cho nó bóng cái rau của chúng ta kế tiếp đó là quý vị hạ lửa xuống bớt chuyện đừng có cho nó sôi quá như vậy nè không có, không có không có được bây giờ cái rau bằng cái cánh này đó cái cánh rau đó thì chúng ta sẽ không có xào nhưng mà chúng ta trụng sơ qua thôi quý vị Để lót cái dưới đĩa đó Bây giờ chúng ta trụng và nhúng xuống Và lấy lên liền như thế này Và cái đĩa chúng ta đã sắp lại ở đây Rồi chúng ta là làm cho nó thành Cái hình ở dưới này nó chung quanh đĩa đó quý vị Cái cải dúng này chúng ta ăn sống được nha quý vị Nhưng mà làm như vậy đó để cho nó đi với lại cái món xào này nó hợp lý hơn cái nếu chúng ta để sống thì để sống cái cái chân cải thôi nhưng mà chân cãi chúng ta một lát cũng xào sơ qua. Vâng, chúng ta đã vừa vặn cái cái đĩa của chúng ta. Bây giờ cái đĩa này chúng ta để riêng một bên. Để một lát nữa chúng ta sẽ sẽ bỏ những cái đồ xào nó xào xong chúng ta bỏ lên trên này. Bây giờ chúng ta phải trụng cái um, cà rốt quý vị. Cà rốt thì quý vị trụng cho nó cho tới khi nó vừa mềm tới thôi chứ không có mềm lắm. Mềm quá thì nó sẽ không ngon. Nhưng mà nếu để sống thì nó cứng khó ăn lắm. Vâng, bây giờ chúng ta có thể để cà rốt lên trong vòng 1 phút là được. Vâng, bây giờ sau khi quý vị thử và vừa ý với cái độ mềm của nó rồi thì chúng ta vớt ra. Đừng có cho mềm quá nha quý vị. Mềm quá nó sẽ không ngon đâu. Nó còn cái độ hơi giòn giòn thì nó sẽ ngon hơn. Và bây giờ thì chúng ta trụm cái chân của cải dúng. Cái chân cải dúng thì chúng ta bỏ, bỏ vô và chỉ để 15 giây thôi chúng ta vớt ra luôn, luôn nha quý vị. Đừng có để lâu nó vừa mà chín tới một chút xíu thôi, từ vì cải giống chúng, chúng ta ăn sống được. Cái này nó nó rất là mau. Khi nước nó sôi lại là chúng ta vớt ra là vừa quý vị. Vâng bây giờ thì chúng ta vớt nó ra thì nó đã đã đã, 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 đã mềm tới rồi đó. Nó hơi tái rồi quý vị. Vâng bây giờ là cái lúc chúng ta luộc trứng trứng cút. Bây giờ chúng ta mở lửa nó trung bình hơi nó cho nó sôi kiểu này thôi, đừng có sôi nữa. Và chúng ta để cái um, cái đồng hồ của chúng ta đúng 3 phút thôi nha quý vị, bây giờ là 3 phút. Chúng ta sẽ để đồng hồ 3 phút thôi. Và bây giờ chúng ta bỏ bỏ trứng vào. Vâng, bây giờ chúng ta bắt đầu. Chúng ta bắt đầu canh giờ nha quý vị. Vâng, bây giờ thì chúng ta đã được uh, luộc nó được 3 phút rồi quý vị. Bây giờ chúng ta vớt nó ra một cái tô nước tô nước lạnh để mà cho nó nguội bớt. Vâng. vâng bây giờ thì chúng ta đem cái trứng cút này chờ nó nguội rồi chúng ta lột ra bây giờ chúng ta làm một công đoạn mới nữa vâng thưa quý vị hải sâm và bào ngư đó là hai loại hải sản cao cấp cái thịt nó rất ngon nhưng mà bù lại thì nó nó không có mùi vị gì hết quý vị muốn cho nó có một cái món đồ xào có mùi có mùi thơm bốc lên thì chúng ta phải tận dụng những cái gia vị sẵn có cho nó thơm và nó nó nó, nó hấp dẫn hơn thì ngày hôm nay thì Mạc lâm sẽ dùng cái kiểu là làm dầu hành nữa quý vị dầu mà hành ngò để trong cái dầu đó nó chứa đựng cái mùi thơm của hành và ngò để khi chúng ta nấu nó thì cái hải sâm nó sẽ có mùi mở dầu lên và ở đây chúng ta có mật lâm sẽ có hành quý vị hành hành nguyên hành lá đó hành nguyên cây đó mà lâm cắt ra và chẻ nhỏ ra như vậy và đồng thời cũng có một bó ngò nữa hai thứ này chúng ta sẽ bỏ vào chúng ta chúng ta chiên nó bây giờ khi dầu nó chưa có, có sôi đó chúng ta bỏ vô nha quý vị và một lát nữa nó sôi lên là chúng ta sẽ bỏ ngò vô sao. Cái cách làm này đó thì nó nó tiện lợi cho chúng ta nhiều thứ lắm và nó sẽ khử đi cái mùi cái mùi hôi, mùi tanh của hải sản và nó làm cho cái hải sản nó thơm lên. Nó sẽ có cái mùi đặc trưng của nó. Chứ còn nếu mà chúng ta ăn thì cái thịt nó ngon thật nhưng mà nó lại không có mùi quý vị. Đó là lý do mà người ta cần phải có cái mùi để phụ trợ vô. Bây giờ mật lâm sẽ có 3 miếng 3 miếng gừng nữa bỏ vào đây luôn nha quý vị. 4 miếng bỏ vào đây luôn. Khi cái mùi gừng nó ra cho dầu này đó thì nó sẽ giúp cho cái mùi thơm nó dậy lên rất là nhiều. Bây giờ dầu nó sôi rồi, bây giờ chúng ta bỏ ngò vào nha quý vị. Ngò thì chúng ta chỉ ngắt nó làm đôi thôi và bỏ vào đây. Hành và ngò nó sẽ rất là thơm. Nếu mà quý vị có cái cái cái, cái chân ngò, cái rễ ngò là càng ngon hơn nữa chúng ta chiên cho nó vàng lên luôn nha quý vị. Vâng bây giờ hành vàng ngò của chúng ta nó đã vàng tới rồi và giờ cái dầu của chúng ta rất là thơm quý vị. Bây giờ chúng ta tắt lửa và chúng ta lược cái 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 hành này ra nhưng mà không bỏ nha quý vị chúng ta còn xài tiếp tục đó nữa. Chúng ta lược cái dầu này ra quý vị. cùng cái chảo này chúng ta lại tiếp tục cái dầu mà chúng ta vừa mới phi hành ngò đó. Chúng ta bây giờ tiếp tục để mà chiên cái trứng cút bằng cái dầu này. Giờ quý vị mở cái lửa lên. Vâng bây giờ nó dầu nó nóng sẵn rồi bây giờ chúng ta bỏ như vậy là được rồi. Cái lý do hồi nãy chúng ta luộc nó chỉ 3 phút thôi đó. Thì mặt lâm muốn thì cái ruột nó không có cứng, nó không có chín đến nổi mà nó cứng cái ruột. Và nếu nó chín quá đó bây giờ chúng ta chiên một lần nữa thì cái ruột nó sẽ quá lửa thì nó sẽ không còn ngon nữa. Nó không còn mềm cái ruột nữa quý vị. Chúng ta có thể bớt lửa nhỏ trung, trung bình thôi đừng có lửa lớn quá. Lửa nhỏ nó từ từ nó sẽ giòn cái vỏ của trứng cút lên quý vị. Nếu mà lửa lớn quá nó sẽ cháy đó. Bây giờ trứng cút chúng ta từ từ nó vàng lên nó trông rất đẹp và nó phồng lên nó trông nó rất là đẹp quý vị. Vâng, bây giờ thì chúng ta tắt lửa, nó đã già, nó vàng rồi đó quý vị. Bây giờ chúng ta vớt trứng cút của chúng ta ra. Bây giờ thì cái vỏ trứng cút nó giòn mà nó xốp lắm. Quý vị thấy đây, bây giờ chúng ta để riêng một bên. Bây giờ dầu chúng ta lại đổ ra để một, một lát nữa chúng ta sẽ chiên tiếp. Vâng, đây bây giờ chúng ta tới khâu của nấm đông cô. Nấm đông cô chúng ta phải dùng nấm đông cô khô nha quý vị, tại vì khô nó mới thơm. Quý vị thấy cái nấm đông cô tươi nó đẹp thật nhưng mà nó chỉ nó chỉ mềm cái ruột thôi, nhưng mà nó sẽ không có ngon bằng nấm cô đông cô khô đâu. Cái nấm đông cô khô đó quý vị rửa sạch Rửa cho sạch nhiều nước Tại vì nó còn dính những cái bụi xung quanh đó Nó rất là dơ Quý vị rửa cho sạch xong rồi quý vị ngâm nếu có điều kiện thì quý vị thì quý vị ngâm qua đêm còn nếu không quý vị cần gấp đó, thì có thể bỏ lên nấu riêu riêu nó trong vòng 20 phút thì nó ra cái nước này cái nước cái nấm này cái nước nấm này nó làm nó tạo một phần rất là thơm cho cho cái cái món xào của chúng ta và cái nước này đó quý vị khi mà đổ vào để mà nấu là chỉ ngang mặt đủ nước cho nó thôi đừng nhiều quá nếu mà nhiều quá thì cái nước này nó mất thơm đi nấm này đó thì nó đã, đã mềm rồi và nó đã nó, chúng ta mặt lòng đã cắt cái gốc đó rồi nếu quý vị lựa được cái nấm nhỏ như vậy thì tốt tại vì nấm lớn chúng ta cắt lại làm đôi làm tư nó không ngon mà cái nấm nhỏ nguyên vậy đâu bây giờ cái nước này đó thì quý vị nhớ là cái hồi nãy chúng ta có cái hành mà phi đó chúng ta đổ vào đây chúng ta thêm một chút xíu nước nữa bây giờ chúng ta cho vào đây chừng một cúp nước nữa thôi quý vị để cho nấu cái này lên và bây giờ chúng ta tiếp tục nấu để mà cái hành hành cái hành này nó tan ra trong cái nước này và một lát chúng ta vớt ra để lấy cái nước nó cũng như là dầu mà chúng ta vừa khử về đó thì bây giờ chúng ta bắt đầu nấu và trong khi đó thì mặt lâm sẽ làm cái dầu kia chúng ta sẽ chuẩn bị gia vị vâng bây giờ nước nấm đông cô luộc hành đã chín nó sôi rồi nó tan cái mùi ra rồi bây giờ chúng ta vớt luộc qua đây quý vị Bây giờ chúng ta lấy cái giá chúng ta đè cho cái nước nó xuống hết. Vâng, bây giờ chúng ta chuẩn bị để làm gia vị cho cái món này quý vị. Cái hải sâm chúng ta sau khi ngâm ở trong trong cái nước có tẩm gia vị đó thì chúng ta lấy ra, chúng ta vớt ra, chúng ta để cho nó khô nước. Bây giờ cái gia vị để mà làm cái món này đó thì mật lâm có cái sốt abalone tức là sốt bào ngư đó. Nếu quý vị chưa kịp mua cái loại này, Mạc Lâm đã giới thiệu nhiều lần, thì quý vị có thể xài cái dầu hào để mà thế nó cũng được. Cái sốt bào ngư này thì Mạc Lâm sẽ dùng là 3 muỗng canh đầy quý vị. Chúng ta bỏ vào đây luôn. Đây là cái món cái cái, cái món chính của cái sốt này đó quý vị. Chúng ta có một muỗng xì dầu, hát xì dầu, cũng không phải là hoàn toàn là hát xì dầu đâu. Đây là cái loại xì dầu mà nó hơi đậm hơn cái xì dầu thường thôi. Còn hắc xì dầu để đậm nữa. Mặt Lâm muốn lợi dụng cái này là để có cái vị của xì dầu và cái màu luôn. Ở đây chúng ta có một muỗng một muỗng canh. Mặt Lâm có một muỗng cà phê đường. Nửa muỗng cà phê tiêu. Và nửa muỗng cà phê bột nêm, bột gà đó quý vị. Nửa muỗng cà phê. Mặt Lâm sẽ có hai muỗng ăn canh. Cái rượu nấu là cái loại rượu rượu đỏ này quý vị quý vị cũng thấy rồi mà mặt lâm thường xài hai muỗng ăn canh rượu vâng tổng cộng tất cả là như thế trước tiên đó là cái nước số cái nước mà chúng ta ngâm cái hành á chúng ta đổ ở đây bây giờ chúng ta cho nó sôi lên cái nước này rất là thơm tại vì nó kết hợp được tới hai ba loại mùi vị trong này cho nên thơm lắm bây giờ cái gia vị mà chúng ta vừa pha đó quý vị đổ hết vào đây cho chúng ta cho nó sôi lên Vâng, nước sốt của chúng ta bắt đầu sôi rồi đó, chúng ta bỏ từ từ, bỏ hết vào, bỏ nguyên con luôn nha quý vị. Đừng có cắt ra, tại vì nếu mà chúng ta cắt ra thì nó sẽ nát, nó sẽ nát nhừ ra hết, nó khó kiểm soát lắm. hãy sâm thì chúng ta bây giờ bỏ vào đây và chúng ta cứ để lửa trung bình thôi, 50% thôi. Và chúng ta nấu cho nó sắc cái nước xuống một chút xíu, chứ đừng có để nguyên nước như vậy. Vâng, bây giờ sau khi nó sôi lên rồi được khoảng 1 phút rồi đó, quý vị, bây giờ chúng ta bỏ nấm đồng cô vào nha quý vị. Còn những cái là ghim khác cũng như là những cái trứng cút là chúng ta bỏ sau cùng. Bây giờ chúng ta riêu nó cho nó 50% lửa cho nó bắt đầu nó rút nước xuống toàn bộ rồi chúng ta sẽ tiếp tục nấu nó nữa. Vâng, bây giờ thì nước của chúng ta đã nó rút xuống hết 3 phần 4 rồi đó bây giờ trước khi bắt xuống là chúng ta bỏ cái trứng cút này vào quý vị và hai cái loại la gim này vào luôn và vâng, cuối cùng thì chúng ta có cái bột bắp đó quý vị chúng ta quậy lên cho một muỗng bột bắp này và ba muỗng nước chúng ta quậy đều nó lên cho nó sánh lại cái cái sốt của chúng ta từ từ quý vị đừng có bỏ một lúc nhưng quý vị đổ vào một lúc thì nó có thể nó bị đặc quá đó chúng ta coi thì nó đặc vừa rồi chưa là chúng ta ngưng nó có đừng có bỏ nữa Vâng, bây giờ đã được rồi quý vị. Chúng ta tắt lửa và chúng ta ra ra đĩa. Vâng, sau khi chúng ta đổ ra đĩa với đã sắp sẵn hồi nãy cái rau nãy đó, bây giờ chúng ta cắt cái con hải sâm ra quý vị. Cắt cho nó vừa ăn thôi chứ đừng có lớn quá hoặc đừng nhỏ quá. Chúng ta cắt bây giờ thì chúng ta không có sợ nó khó làm nữa. Chứ nếu hồi nãy chúng ta cắt đó, thì rất là khó xào. Bây giờ chúng ta cắt cho vừa ăn từng miếng một vừa ăn như vậy là được. Bây giờ cái hải sâm chẳng chẳng những hải sâm nó ngon mà những cái gia vị những cái thứ đi theo nó cũng ngon không kém quý vị. Đây là cách mà chúng ta làm mà chúng ta không sợ là nó nó không có đều. Mặc làm hy vọng rằng quý vị sẽ thích cái món này mặc dù nó hơi cực công một chút nhưng mà để xứng đáng để mà chúng ta đại khách quý.